Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay miền Bắc trời có nắng sớm, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên ngưỡng từ 22 đến 25 độ. Về đêm do trời ít mây, gia tăng sự phát xạ nhiệt khiến cho nền nhiệt đêm nay hầu khắp ở vùng núi và trung du phía Bắc sẽ giảm xuống từ 9 đến 12 độ. Khu vực vùng nước cao nhiệt độ hạ xuống dưới 5 độ, sương mù dày đặc. Còn ở khu vực đồng bằng, nhiệt độ cũng giảm xuống dưới 14 độ. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh vẫn tiếp tục dồn xuống miền Trung. Do các hình thế gây mưa suy yếu nên mưa giảm nhanh. Trong ngày hôm nay, trời sẽ có nắng gián đoạn. Tuy nhiên, do còn chịu tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ vẫn chưa tăng cao. Mức nhiệt cao nhất trong ngày từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế ở mức từ 23 đến 26 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ ở mức từ 26 đến 30 độ. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nên mưa cũng giảm nhanh. Tuy nhiên, về đêm, dưới tác động của không khí lạnh từ phía Bắc dồn xuống nên nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên giảm xuống chỉ còn 15 đến 18 độ. Còn ở miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ giảm xuống chỉ từ 20 đến 22 độ, trời se lạnh. Trong ngày hôm nay thì cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có được thời tiết nắng ráo. Nên nền nhiệt cao nhất ở Nam Bộ tăng lên ở ngưỡng từ 30 đến 32 độ. Còn ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ là từ 26 đến 28 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 lên cấp 7, giật cấp 8 lên cấp 9, biển động, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía tây của Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây của quần đảo Trường Sa và khu vực giữa Biển Đông, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì từ nay đến hết năm 2021 sẽ xuất hiện khoảng từ 2 đến 3 xoáy thuận nhiệt đới là áp thấp nhiệt đới hạt bão trên khu vực Biển Đông, và có thể đổ bộ vào đất liền ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Như theo mô hình dự báo sớm, hiện nay trên khu vực vùng biển phía đông Philippines sẽ hình thành một xoáy thuận nhiệt đới mạnh lên thành bão với tên gọi là Lee Ato. Cụ thể, hồi 5 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 135,2 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong những ngày tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có thể hướng vào Biển Đông và có thể đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên, mô hình vẫn còn nhiều thay đổi. Mọi diễn biến tiếp theo, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới.